clip, cận cảnh soi chiếu phát hiện hơn 11 kg ma túy do 4 tiếp viên Việt Nam Airlines vận chuyển từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu VN10 Việt Nam Airlines từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Cho một cái. 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 Cho một cái.